Hello, xin chào mọi người, mình lại là Long đây. Thì hôm nay mình đến thăm một cái công trình mà người bạn của mình đang làm. Một cái căn nhà bạn mình vừa mới mua, đã trong tình trạng rất là hư hại, rất là nặng rồi. Để người bạn mình mua, sau đó sửa sửa và bán lại. Thì ở Mỹ nó gọi là flip nhà. Người bạn của mình sở hữu một công ty xây dựng tên là Prospective Construction. Thì anh này ở Việt Nam cũng có rất nhiều kinh nghiệm về mua bán đầu tư bất động sản. Mà khi anh qua Mỹ thì giống như đây một cái thị trường mới đối với ảnh, và ảnh như là phải tìm hiểu và học lại từ đầu. Hôm nay mình đến phỏng vấn người bạn của mình để xem là cái công việc mà mua nhà cũ sửa lại rồi bán ở Mỹ, ở tiểu bang Georgia, nó ở Mỹ thì nó rộng lắm, mình nói ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia nó như thế nào thôi. Thì cái khu nhà này nó nằm ở cái thành phố tên là Le Bình, nó cũng là một cái khu rất là tốt, nhưng mà là một cái khu là cũng là khá cũ rồi, nhưng mà trường học cũng điểm rất là cao, cũng là 8-9 điểm ở khu vực này. Giá nhà khu vực xung quanh đây thì mình coi trên mạng định giá là khoảng từ 230 đến 250. Nhưng mà cái nhà này thì anh bạn mình mua được giá rất là hời, cho nên là bây giờ mình sẽ vô bên trong, mình sẽ nói chuyện với cái ảnh để xem là coi là cái quá trình mua nhà này và sửa chữa nó như thế nào. Ok, mời các bạn theo chân mình nhé. Đây các bạn, nhà này là hồi xưa cho thuê, nhưng mà cái người thuê người ta phá gần như là nát căn nhà luôn, cho nên là bạn mình mua về, mua được với giá rất là hời để sửa chữa lại, sau đó flip. Mình đem vòng cho bạn xem. Đây là nghề flip nhà ở Mỹ các bạn. Mình phải kiếm được những căn nhà nào mà nó rách nát, mà nát không nổi mà không ở được, như vậy mình flip thì mới có được, có lời. Dù giá ở khu này bây giờ một cái nhà mà ok được á là khoảng giá khoảng từ giai đoạn từ 220 đến 250. Nhưng mà bạn mình mua được cái nhà này chỉ có một khoảng 130 thôi. Sau đó mình sửa chữa khoảng mới thêm. Ủa em, cái này em dự tính là sửa chữa hết là bao nhiêu? Nếu mà sửa lên hoàn thiện á là khoảng bao nhiêu biết không? Thì nó khoảng 30 tới 45 ngàn. 30 45 ngàn, tức là mua 130 cộng thêm 40 nữa đi là 170. 170 rồi bán được khoảng là 230. Chắc là khoảng 60. 60 trừ hết cái chi phí này nọ, giấy tờ là khoảng 50. Ừ, 50. Ok. Mà dự tính là làm khoảng bao lâu là xong? Thì khoảng 1 tuần, 1 tháng rưỡi tới 6 tuần tới 8 tuần. 8 tuần cho 2 tháng đi. Ok, 2 tháng. Bạn hoàn thiện cái nhà này khoảng 2 tháng. Nhà này làm sao bây giờ tao mới quay game một tấm để làm ba cái đình á. Ok, ok. Cái này giống như before and after, là quay trước khi sửa và sau đó là sau khi sửa xong hoàn thiện sao. Chuẩn bị cho lên marketing. Yes. Bữa sau anh Long hay tới hết em. Cái có cái business card của cái công ty không? Công ty xây dựng không? Có. Ừ. Cái gì đó đưa anh cái tên công ty tên gì? Prospect Construction. Prospect Construction. Ok bạn. Prospect Construction sẽ để link trong video. Bạn nào mà có nhu cầu sửa chữa nhà thì liên hệ với công ty. Gặp Jason hoặc anh Thuần. Anh Thuần là cái anh mà trước xuất hiện trong video của mình, mà cái video mà mua 1 lời 2 em mua miếng đất á. Bây giờ mới có 3 tuần thôi đúng không? Mà bây giờ là vẫn đang trong giai đoạn coi như là dọn dẹp. Làm cái xong dọn dẹp rồi giờ là làm cái frame mình. Bây giờ là frame mình là cái gì chia phòng lại, kết cấu lại. Ok. Như là kết cấu rồi sau đó sẽ comment trong quả cuối cùng là comment với là cái nhất. Như cái frame mình là cái tốn thời gian nhất á. Xong rồi có mấy cái hoàn thiện thì chắc nhanh. Cái mà em thấy cái thích time nhất là cái mà mới mua về mình phải clean up cái frame này á. Cái đó thích time. Là comedic là về trang trí hả? Trang trí rồi sơn sửa rồi làm sàn rồi. Ok. Rồi. Mà team chỉ có 3 người làm thôi. Hả? 3 người làm thôi. Đúng. Ok. 3 người làm mà anh thấy không? 2 tháng là nhanh lắm. Nhanh là gì ngày nào cũng làm sớm rồi thì cũng tăng maximum lắm thì khoảng 6-7 giờ đi về. Nói chung thôi chưa ăn gì xong nghỉ ngơi chút đi làm. Chung là 1 tuần là em làm từ thứ Hai đến thứ Bảy luôn. Đúng. Chỉ nghỉ ngày Chủ nhật thôi. Ok. Là bạn Jason đó là mới có 23 tuổi thôi. Em mà 24 rồi, 23 đúng không? Ok, cái giờ 23 đi. Jason là sinh năm 97 đúng không? Là cỡ 23 24 tuổi. Giờ Vàng đã có một cái nghề có thể là rất là có triển vọng, bởi vì cái nhu cầu mà mua nhà ở Mỹ flip rất là cao. Dạ. Cho nên là cái việc này không có sợ mà hết việc làm. Đúng rồi. Nó chỉ có cái là mất thời gian thôi, mới mất công sức chút xíu. Ừ. Nhưng mà nói chung sửa thì không mất thời gian, mình chỉ đi tìm cái good deal mình tìm click thì cái đó. Em phải chia sẻ là để tìm good deal thì mình tìm một cách truyền thống là lên Zillow, Redfin hay là phải tìm qua một cái kênh khác. Nhiều kênh lắm, thì thứ nhất là anh Từ có thể tự tìm hoặc là nhiều cái người khác tìm, thứ hai là hay nói chính thì mình tìm thì mình lên mạng mình searching thôi, còn hai là mình sẽ tìm một cái người giống như em đưa tới có connect của em hỏi người này ok I looking for, ví dụ em không có Google tiếng không, rất là nhiều agent khác em connect người ta em hỏi là ok I am looking for flipping property, investment property thì người ta sẽ introduce mình thì nếu mà mình mua cái deal mình có thể tại vì quen mà thì ăn uống hoặc là mình biết mà đồng thời bạn Jason là vừa làm contractor mà vừa làm real estate agent luôn đúng không? Bạn cũng đang mua nhà bán nhà là agent giúp bạn mọi người mua nhà bán nhà. Thì mình sẽ để link của bạn Jason ở đây cho mọi người đã có nhu cầu mà mua nhà ở khu vực Atlanta thì hãy liên hệ. Ok, nói chung em bây giờ construction này nhìn người vậy thôi nhưng mà dạ nhưng mà mặc khi đi dẫn khách đi coi nhà là mặc đồ vest lên là khác hẳn luôn đó. Yes. Bạn Jason là bán được cũng trên dưới chục căn nhà đúng không? Đúng. Chục căn rồi, kinh nghiệm có cái dày dặn rồi. Chứ mới đối với một bạn trẻ mới có 23 24 tuổi mà đã có bề dày thành tích trong việc mua bán nhà như vậy là cũng rất là phải nói là một sự achievement rất là lớn. Đúng không? Mày em mới vô nghề có một năm thôi, right? Yes. Exactly. Và đặc biệt là do bạn Jason này là điều của em là mình muốn bán nhà mình phải biết sửa nhà nữa. Exactly. Nó mỗi cái ví dụ đi coi nhà gì chắc nó hỏi cái này làm bằng cái gì hoặc là nó last how long thì mình có trên đó chứ là phải hiểu về sửa nhà cái location mình ok mình plan cái trường hợp bao nhiêu rồi nó cần bên gì làm sao đúng rồi hay quay sao thì cái thứ nhất mình có thể explain được cái market này explain được cái location với lại nếu mà mình biết cái sửa nhà nữa cái sửa nhà. Mình phải tư vấn cho khách hàng coi là cái nhà này vậy, cần phải sửa gì giống như anh nhà đó người ta phải làm inspection đấy thì anh phải ok anh khi mà người ta đưa inspection report you know how much will be take you know it cost for repair. Đúng rồi so tại vì anh có hai option có thể ask cái seller sửa cho anh hoặc là anh từ xưa anh phải always anh phải ask more than you stress. Và đặc biệt nhất là ví dụ anh vô căn nhà đúng không anh cái nhà có thể nhìn rất là đẹp nhưng mà mình không phải là người trong ngành nên mình không thể biết được những cái problem nào nhưng mà nếu mà em đã biết sửa nhà em có kinh nghiệm rồi em chỉ cần nhìn qua là em biết là cái nhà này còn cần phải sửa cái lỗ nhỏ thôi ví dụ không có đáng để hỏi thì mình có thể ép người ta catch up. Dạ đúng rồi cho nên là sẽ một lợi thế rất lớn nếu bạn nào mua nhà mà liên hệ với anh Jason nha vì Jason có rất nhiều kinh nghiệm sửa nhà cho nên là bước vô căn nhà là biết cái nhà này cần phải sửa cái gì rồi coi như là đã có tính được luôn cái cost là phải sửa bao nhiêu để mình có thể thương lượng với chủ nhà. Và đó quá tuyệt vời thì nhà này đó làm 3 tuần thì nói là làm 3 tuần nhưng mà trừ số ngày làm cũng khoảng 15 ngày nhưng mà thực sự mới start làm thì rất là wow crazy mà cái này căn nhà là chính là mới hiện tại là chỉ làm một căn nhà thôi đúng không làm tức là tụi em là làm là xong một căn ngày xong mới làm tiếp căn tiếp theo chứ không đủ lực đúng không mà có đang tuyển thêm người không ví dụ có một người nào mà cái trong in the future sẽ có muốn có một cái team khoảng cái chục người thì người phải biết làm này người làm cái kia ví dụ người làm chưa làm với mình người chưa làm với phúc người chưa làm cái siding nữa sao người làm cái flooring thí dụ như có một bạn trẻ nào đó ví dụ xem kênh của anh đi mà muốn tham gia team của em á thì tụi em có training không hay có nhận người không thì tới xem tụi em nhé tụi em cần người ok that's good. Bạn nào có nhu cầu nếu mới qua Mỹ mà chưa biết làm gì hoặc là chưa biết học gì thì có thể thời gian rảnh thì có thể tham gia để kiếm thêm thu nhập với là kinh nghiệm. Theo em thì ví dụ cái nghề này phù hợp với những người như thế nào và có cần những cái điều kiện gì để theo cái nghề này? Em nghĩ là cần tham thôi. Cần tham rồi cái sức khỏe nữa. Cần tại vì trong tăng lắm hơi cực đúng không? Nhưng mà sau nhà bên Mỹ thì làm sửa không có nặng. Không Dạ, tường nó cũng dễ đúng không? Nó không có như tường gạch ở Việt Nam, đập cái nó ra. Nói chung cái xưởng nhà bên này theo anh Duy này, anh là bên chuyên về xưởng nhà bên Việt Nam, anh có công ty chuyên làm mấy cái công trình mà lớn, làm trình lời các phân xưởng mà lớn. Nói xưởng nhà bên này như gì? Ok. Thì em cũng nghĩ vậy. Dạ. Mà chắc con gái là không được đâu hả? Mà chắc con trai thôi. Trời ơi, sớm. Gái sơn được hả? Gái chứ. Sơn. Nhưng mà cái quan trọng cái câu cleaning, mà khi mà mình finish cái nhà đấy, mình cleaning, mình chết chất nó có không mệt, nhưng mà nó really take time. Take time mà đúng không? Dạ. Chứ anh sơn nhà nó cũng ải, một mình anh sơn nó cũng ải, mà anh sơn bậy bạ, nhưng trong bay sơn để nó đẹp mà thấy cũng cực á. Mình nghĩ nó cũng hơn sơn chung. Chắc anh chưa quen nhưng mà làm là nhiều rồi đó. Làm với một nhà anh làm ok, nhưng mà nhà thêm một cái gì làm vài căn là nó quen rồi, thấy bình thường. Em cũng vậy thôi. That's good.